chuyển nhượng MU 24/9, Ten Hag sắp bay ghế, lộ diện huấn luyện viên đẳng cấp thay thế. Ten Hag sắp bị thay thế bằng huấn luyện viên xuất sắc, hay chốt hợp đồng mới cho Ahmad Diallo, sẽ là những tin tức chuyển nhượng Manchester United hôm nay 24 tháng 9. Tin chuyển nhượng MU mới nhất hôm nay 24 tháng 9 Man United thăm dò Allegri theo tờ Daily Express. Manchester United được cho là đã liên hệ với cựu huấn luyện viên Juventus, Massimiliano Allegri như một phần trong kế hoạch dự phòng cho mùa giải sắp tới. Câu lạc bộ chủ sân Old Trafford đã trao cho Erik ten Hag một hợp đồng mới vào mùa hè, nhưng các báo cáo cho biết Allegri người đã rời Juve vào tháng 5, đã lọt vào tầm ngắm của họ như một ứng cử viên tiềm năng kế nhiệm. Man United để mắt tới thỏa thuận mới với Diallo theo Man. Manchester United dự kiến sẽ cung cấp cho Ahmad Diallo một hợp đồng dài hạn mới tại câu lạc bộ trong những tháng tới. Cầu thủ 22 tuổi này đã bước vào năm cuối của hợp đồng, nhưng câu lạc bộ vẫn giữ quyền gia hạn thêm 12 tháng. Nếu không đàm phán được thỏa thuận mới vào thời điểm đó, câu lạc bộ sẽ kích hoạt việc gia hạn để ngăn cầu thủ tham gia đàm phán trước hợp đồng với các đội bóng ở nước ngoài kể từ tháng 1. MU sẵn sàng bán Luke Shaw sau nhiều năm thi đấu và cống hiến. Luke Shaw có thể sẽ chia tay Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Từng được đánh giá là tài năng triển vọng khi chuyển đến từ Southampton, Shaw đã sớm khẳng định vị thế của mình như một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới khi khoác áo quỷ đỏ. Tuy nhiên, chấn thương liên miên đã khiến sự nghiệp của anh gặp nhiều khó khăn. Dù không ngừng cố gắng để trở lại với phong độ tốt nhất, cầu thủ người Anh vẫn chưa thể đáp ứng được những kỳ vọng từ người hâm mộ và câu lạc bộ. Manu tạm dừng gia hạn hợp đồng với MU trong một diễn biến gây bất ngờ. Tiền vệ trẻ triển vọng Kobbi Manu đã tạm dừng quá trình thảo luận về việc gia hạn hợp đồng với Manchester United. Quyết định này làm dấy lên sự lo ngại trong lòng người hâm mộ quỷ đỏ về tương lai của anh tại Old Trafford. Theo các nguồn tin đáng tin cậy, Manu đã cơ bản đồng ý với một thỏa thuận mới, bao gồm việc tăng lương đáng kể.